Trại bò Tư Chiến hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2020. Mình về trại mình gồm có bao bê, bắp kem, bao bê cơ bắp. Mình em các tỉnh gần xa, anh chị gần xa đến trại bò xem. Thấy thích khoái khoái bắt vài cặp bò bổ béo, mình có xe nhà giao tận nơi. Con này là con bò Pháp. Quay tổng thể cho anh em xem từ phần đầu, phần cần, phần ghim vai, phần sân lưng nhé. Hai chân trước, hai chân sau. Bắt bò xương rất là to. Con số 19 là con bò Pháp. Con số 18 là bò Pháp. Con số 17 là bò Pháp. Con số 13 là bò cặp ba bê cơ bắp. Con số 14 là bò Pháp. Con 16 là bò Pháp. Anh em có thích bò cơ bắp gọi liền ha. Chốt liền chiếc bò này, chậm trễ là chậm thì mất. Lẻ tay cũng còn luôn. Đó, con bò này rất đẹp anh em, bò 13 ha, dài đít chà bè. Con bò này trong mình nó giờ khoảng 130 kg đáo lên, nếu tính ký hơi là 240 kg ha. Mấy bò lỡ nè, lên đít chà bè đây. Còn con bò số 16 này không thua bò cơ bắp ha, cái dài nó là 4 tấc vai. Toàn bộ mấy con bò này đều dai thì nó thở tương sân lưng rất rộng, đùi đóng dắt chắc là sâu ha, xương to. Đó, mình bắt bò giờ thấy con bò này cực kỳ ha. Con nào nói nè, điều trăng lên đít chà bè đây. Phần đầu của nó rất là to, mỏ mồm ha, mặt mỏ rất là duyên dáng, rất đẹp. Con số 25 là bò ba bê đen. Con số 29 là bò Pháp. Con số 10 là bò Pháp. Con số 29 là bò Pháp. Con số 25 là ba bê. Con số 19 là bò Pháp. Con số 18 bò Pháp. Con số 17 là bò Pháp, con số 13 là bò bê cơ bắp. Con số 14 là bò Pháp. Con số 16 là con bò Pháp. Rồi. Xương rất to ha.